sao mình lựa chọn đi Canada vào lúc này, trong khi sự nghiệp đang phát triển rất tốt tại Việt Nam? Yes! Đây là câu hỏi mà mình được hỏi rất là nhiều lần trong thời gian gần đây. Mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng việc lựa chọn đi Canada là quyết định của chính mình. Xem đây là một cách thay đổi môi trường sống tại một quốc gia mới. Không biết kết quả sau này như thế nào, nhưng chắc chắn gia đình mình sẽ có những cơ hội khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau và những trải nghiệm thú vị tại vùng đất này. Lý do cuối cùng và quan trọng nhất đó chính là tương lai của con mình. Hãy làm những điều các bạn thích cho hành trình tiếp theo của mình nhé. Niềm vui hay hạnh phúc là do chính mình tạo ra. Một chỗ làm hoặc sống ở một nơi nào đó chỉ là thứ yếu, không quyết định tất cả. Ê, mày làm nhiều mày không có mệt hả? Mệt chứ. Nhưng mà tao kiếm 10 đồng ở đây dễ hơn mẹ tao kiếm được 1 đồng ở quê. Nên tao phải cố gắng thôi. Cứ cố gắng, vì chúng ta chỉ được sống một lần trong đời. Đừng vì một hai câu nói mà thay đổi bản thân mình. Thành công sẽ mỉm cười. Đó là thành quả thích đáng cho những ngày nỗ lực cho gia đình, người yêu thương bạn và cho chính bản thân bạn. Cho chính bản thân bạn. Hãy đón xem những video tiếp theo của mình về đời sống Canada nha. An Vi Family, trải nghiệm du lịch ẩm thực.